Bây giờ không gian này sẽ là của chúng mình. Cuối cùng thì tôi cũng phát hiện được hai người. Mai, không phải như em nghĩ đâu. Là nãy anh về nhà Vi nó mệt quá nên chăm sóc cho Vi thôi mà. Đừng nói nữa. Đúng rồi chị, em hơi mệt, nhức đầu á. Đừng tưởng tôi không biết hai người đang làm gì. Tôi đợi anh ở tòa. Này, tôi đã tính để cho cô một chút sĩ diện mà cô không biết điều à? Vậy thì cuốn gói ra khỏi nhà tôi đi. Cuốn gói? Ai cuốn gói còn chưa biết đâu. Chồng yêu, anh không nhớ là anh đã chuyển rời tài sản cho em đâu. Chồng ơi, có cái giấy ký nhận cần anh ký nè. Anh ký luôn đi chứ không ngày mai anh đi sớm á, người ta đến em lại không có. Cô, để tôi cho anh chút sĩ diện cuối cùng. Đi đi, đừng để tôi kêu người đuổi.